quả trận đấu Argentina với Paraguay. Dù Messi đã lập công trên chấm penalty nhưng Argentina phải nhọc nhằn kiếm được trận hòa 1-1 trước Paraguay. Họ sẽ bị loại nếu không thể đánh bại Qatar ở lượt đấu cuối cùng. Để thua bạc ngược trước Colombia ở trận ra quân, một thất bại nữa trước Paraguay hoàn toàn có thể khiến Argentina trở thành khán giả của giải đấu. Ở thế chân tường, huấn luyện viên Scaloni đã thực hiện nhiều sự thay đổi về nhân sự trong đội hình xuất phát, đặc biệt là việc Aguero và Dybala phải ngồi dự bị. Argentina không giấu giếm ý định dồn tất cả cho siêu sao thủ quân Messi. Dĩ nhiên là Argentina chiếm thế chủ động, đặc biệt là những phút đầu trận. Tuy nhiên, hệ thống vệ tinh xung quanh Messi hoạt động rất thiếu hiệu quả. Điều đó dẫn đến việc tiền đạo ngôi sao này phải lùi sâu, hoạt động rộng khiến cho các đợt lên bóng của Albiceleste thiếu đi tính đột biến trong các tình huống cuối cùng, không tạo ra được các cơ hội. Argentina đã phải trả giá. Phút 37, Paraguay có pha tấn công sắc lẹm, sau đường căng ngang rất vừa tầm của Almiron. Richard Sanchez băng vào dứt điểm bằng má ngoài chân phải cực kỳ hiểm hóc mở tỷ số, và đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp đầu tiên.